thân mến, người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hôm nay kênh Giúp Mẹ Chăm Bé sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện vui, hy vọng sẽ đem lại cho các bạn những tiếng cười đầu xuân ấm áp. Chúc các bạn sức khỏe dồi dào, miệng cười phơi phới, làm ăn tấn tới, cả năm phát tài, an khang thịnh vượng. Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu tí chạy ngay ra hớn hở khoe. Mẹ ơi, sáng nay cô Mười ở bên Mỹ về, mới sang nhà mình chơi đấy. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng món quà của cô tuy nhỏ, nhưng cả gia đình nhà mình dùng cho một năm đấy. Nghe thế thế, mẹ cu tí mừng quính hỏi ngay, món quà gì thế con? Dạ, một quyển lịch ạ. Đêm giao thừa, anh chồng về muộn, kêu cổng âm ỉ. Chị vợ vội chạy ra mở cổng. Thấy anh chồng loay hoay mãi, không vào được nhà, chị liền bảo, chắc là anh say rồi gì? Say là say thế nào được? Mẹ mày cứ nói vậy người ta cười cho. Sao anh không vào để em còn khóa cổng? Mẹ mày cứ giữ cái cổng một tí, tôi thấy nó cứ đù đà đù đưa sợ chết đi được ấy. Anh nọ bị nhiễm máu dê, chở vợ đi chơi Tết mà anh cứ chăm chăm nhìn vào các cô nàng trẻ. Cô vợ nổi sung, nắm tay anh vặn ngược ra phía sau, hầm hầm nói, nhìn cái gì mà nhìn ghê thế? Không ngờ anh ta nói tỉnh bơ, à, anh nhìn để so sánh thôi. So sánh thế nào? Chồng các cô ấy chẳng có ai duyên dáng bằng em cả. Nghe thế, tuy chưa nguôi cơn giận, nhưng cô vợ cũng từ từ buông tay anh chàng ra. Có một ông bác, Tết đến mừng tuổi đứa cháu lớp 1. Ông bác nói, bác có một tờ 20k và một tờ 50k, cháu thu thập tờ nào? Cháu trả lời, cháu lấy tờ xanh ạ. Vì sao cháu thích tờ xanh? Vì màu xanh là màu mong rằng ạ. Lúc này ông bác thấy rất vui vì đứa cháu lớp 1 đã biết nghĩ như vậy. Vậy cháu mong rằng gì? Dạ, cháu mong rằng bác cho cháu nốt tờ kia ạ. Bố ở nhà quê nên thăm con gái lấy chồng trên thành phố. Hai vợ chồng làm nghề buôn bán ở chợ rời. Ông cụ vốn lần đầu tiên lên thành phố, xuống xe xích lô liền trả tiền và vào nhà con gái. Cô hỏi ngay, thế nó chém bố mấy nhát? Ông bố ngẩn người ra, chẳng hiểu gì cả. Làm gì có ai chém bố đâu con. Cơm nước xong, ông lên giường nghỉ trưa. Ông cụ vừa lên giường nghỉ thì hai vợ chồng nằm bên kia nghĩ thương bố. Mai bố lại về quê rồi, chả có tiền tiêu Tết. Chồng mới bảo vợ, hay em xem mở tủ đạn dược thế nào, còn băng nào lìa cho bố mấy băng. Nghe thấy vậy, ông bố sợ quá nhổm dậy chạy thục mạng, không quảnh đầu lại nữa. Thôi, thề không bao giờ lên thành phố nữa. Trên xe buýt có một cô thiếu nữ rất xinh đẹp, bồng trên tay một con dê, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve. Một chàng thanh niên ngồi bên cạnh khẽ nói, con dê này tốt số quá nhỉ. Cô nọ mỉm cười, chàng thấy thế liền tán tới, ước gì anh là con dê này nhỉ. Vậy anh thử kêu lên xem. Bè. Ồ đúng đấy, nhưng anh biết tôi đưa con dê này đi đâu không? Chắc là cô đưa nó đi chích thuốc bổ đúng không? Không, tôi đưa nó đi
để lấy ngọc xương ngâm rượu. Chế tác bày biện xong xuôi, cô quay ra hỏi chồng. Anh ấn tượng nhất với món nào em nấu? Anh chồng đáp. Món kia. Món kia là món gì? Anh cũng không biết gọi nó là món gì nữa. Không biết là miến hay là cháo nữa. Một anh chồng đi công tác xa, gọi điện về hỏi thăm vợ ở nhà. Vợ ngủ chưa? Chưa, em chưa. Em đang nằm và nghĩ đến anh ấy. À, có một người luôn thấy vui khi em ngủ say. Người ấy cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em ngủ thật ngon. Người ấy sung sướng khi thấy em ngủ yên giấc. Em có biết là ai không? Anh hả? Không, mà là thằng kẻ trộm ấy. Nên hãy khóa cổng cửa cẩn thận nhé. Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng. Anh ơi, hôm nay có rất nhiều người khen em xinh và trẻ hẳn ra ấy. Anh chồng gật gù đáp. Thì sắp Tết mà lị. Tết thì có nghĩa gì với sắc đẹp của em? Thì sắp Tết nên ngoài đường thiếu gì kẻ say. Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe đang chạy quá tốc độ. Sau khi xem xong giấy tờ, anh ta nói với tài xế. Dù sao thì đêm nay cũng là đêm giao thừa, mà tôi thì lại phải trực. Tôi muốn mời anh cụng một ly cho vui. Tài xế nói. Ồ, cảm ơn, tôi đang lái xe. Anh nghe rõ đây. Lỗi chạy xe quá tốc độ phạt $100. Lỗi chống người thi hành công vụ phạt $300. Anh chọn đi. Các bạn thân mến, tiếng cười luôn mang lại cho chúng ta niềm hân hoan sảng khoái. Hãy cười lên để nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn. Chúc các bạn năm mới Tân Sửu tràn ngập yêu thương, đầy ắp tiếng cười. Hãy để lại một like hoặc đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng những câu chuyện cười lần sau nhé.